Chào mừng quý khán giả đến với chuyên mục Tiêu điểm nóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, phát sóng vào lúc 18 giờ 40 phút mỗi ngày. Thưa quý vị, tủ lạnh là thiết bị vô cùng hữu ích và thông dụng trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, thời gian qua, hàng loạt vụ cháy nổ tủ lạnh đã xảy ra, khiến nhiều người tiêu dùng lo ngại vì chiếc tủ lạnh đang là thiết bị gia dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này? Lỗi tại cách sử dụng của người dân hay đến từ chất lượng sản phẩm? Chuyên mục Tiêu điểm nóng hôm nay sẽ làm rõ vấn đề này. Xin mời quý khán giả cùng theo dõi. Đặt tủ lạnh quá gần các thiết bị sinh ra nhiệt. Đặt đồ uống có ga vào ngăn đá. Cắm nhiều thiết bị chung với ổ cắm tủ lạnh. Đó là những thói quen rất phổ biến của nhiều người khi sử dụng tủ lạnh gia đình. Nhưng ít ai ngờ rằng những thói quen tưởng chừng như vô hại đó lại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn như cháy, nổ, đe dọa tới tính mạng con người. Mới đây nhất là vào đầu tháng 12 năm 2019 tại thành phố Hà Nội, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra trong một căn nhà ở quận Hoàng Mai, khiến ba bà cháu thiệt mạng do ngạt khói. Công an nhận định nguyên nhân có thể do chập điện từ chiếc tủ lạnh. Vào cuối năm 2018, tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, cũng xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng làm chết 4 người trong một gia đình gồm 2 vợ chồng và 2 người con. Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn đau lòng này cũng là do chập cháy tủ lạnh, sau đó đám cháy lan sang các vật dụng khác trong nhà. Khi mà mình sử dụng sai cách đó, thì nó sẽ có những cái ảnh hưởng. Ví dụ thứ nhất này là mình đặt cái đồ nóng vào trong tủ lạnh chẳng hạn. Thì khi mình đặt đồ nóng vào tủ lạnh thì cái trong tủ lạnh của mình rất là nóng, thì nó dễ dẫn đến cái giàn lạnh của mình hoạt động quá nhiều và nó sẽ giảm tuổi thọ của máy lạnh của mình. Hoặc là mình để cái tủ lạnh gần những nơi phát nhiệt chẳng hạn, giả sử cái rò rỉ khí ga nó cũng rất là dễ gây cháy nổ, đúng không ạ? Và nếu như mà mình sửa chữa cái tủ lạnh của mình mà mình nhiều khi mình tự động mình sửa, mình không phải là thợ chuyên nghiệp sửa, thì mình mở ra, mình vệ sinh này nọ hoặc là sửa chữa này nọ, nó có những cái vết rò rỉ hoặc là vết bẩn ở trong đó, nó gây tắc nghẽn hệ thống, thì lúc đó áp suất nó sẽ tăng lên hoặc là rò rỉ khí ga ra bên ngoài, nó cũng dễ gây cháy nổ. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến cháy nổ tủ lạnh. Đầu tiên là người dùng thường đặt tủ lạnh quá gần với các thiết bị sinh ra nhiệt khác như là bếp điện, ấm đun nước. Nếu nhiệt quá nóng hoặc các thiết bị này bị chập cháy sẽ khiến tủ lạnh cũng bị nổ tung theo. Thứ hai là dùng tủ quá cũ, không bảo trì, sửa chữa thường xuyên. Nguyên nhân thứ ba có liên quan đến bình ga trong tủ lạnh. Bình ga này có chức năng bơm ga lên giàn lạnh, phục vụ quá trình làm lạnh. Nếu bình ga bị rò rỉ do hở mối hàn, xì, ống dẫn, lại tiếp tục với tia lửa điện do đường dây điện bị chập đúng lúc sẽ gây ra hỏa hoạn. Thứ tư là cắm nhiều thiết bị chung với một ổ cắm tủ lạnh. Là một thiết bị tiêu thụ điện năng lớn, nếu cắm nhiều thiết bị chung ổ với tủ lạnh sẽ rất dễ gây chập điện. Cái lời khuyên cho người sử dụng thì cũng rất là đơn giản. Thứ nhất á, là mình sử dụng tủ lạnh không nên sử dụng đồ cũ mà đã thay cái ga nhiều lần hoặc là sửa chữa nhiều lần, không nên. Tại vì mình hay ham rẻ mua bên ngoài những cái đồ cũ đó thì nhiều khi dễ dẫn họ về nhà. Thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mua tủ lạnh á, thì mình cũng phải để ý là người ta khuyến cáo là mình sử dụng trong thời gian bao nhiêu. Thì mình nên sử dụng đúng trong thời gian đó, không sử dụng quá lâu. Còn cái thứ ba nữa là khi mà tủ lạnh nó bị hư hoặc là có tiếng động lạ hoặc là tự động nó giảm độ lạnh hoặc là nó phát nhiệt nóng hơn mình so với bình thường thì mình phải sửa chữa. Thì khi sửa chữa đừng nên tự ý sửa chữa mà phải nhờ cả thợ chuyên nghiệp để sửa chữa, uy tín để sửa chữa, và thỉnh thoảng mình cũng phải vệ sinh cái tủ lạnh của mình. Các chuyên gia trong ngành điện tử, điện lạnh cũng khuyến cáo người dân cần tuân thủ nguyên tắc kê tủ lạnh ở nơi thoáng mát, tránh xa các nguồn nhiệt. Thiết bị điện và ánh sáng chiếu trực tiếp, đặt tủ lạnh cách xa tường tối thiểu 15 cm. Ngoài ra không nên bảo quản nước uống có ga trong ngăn đá tủ lạnh vì nước uống có ga có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Không đặt các thiết bị điện tử trên nóc tủ lạnh để phòng tránh những tình huống xấu có thể xảy ra. Thưa quý vị, mặc dù các vụ cháy nổ do tủ lạnh ít hơn các vụ cháy nổ do điện hay điều hòa, bình ga, tuy nhiên hậu quả do nó gây ra lại hết sức nghiêm trọng, thậm chí rất thương tâm. Nhưng đa số mọi người thường nghĩ rằng tủ lạnh là thiết bị vô hại trong nhà nên thường coi nhẹ mọi cảnh báo của nhà sản xuất. Vì vậy, mỗi người dân cần cẩn thận trong việc sử dụng tủ lạnh, nên mua tủ lạnh ở những cơ sở uy tín. Trong trường hợp tủ lạnh có những biểu hiện bất thường nên gọi cho nhân viên sửa chữa để tránh tình huống xấu xảy ra.
Đến đây, chương mục tiêu điểm nóng xin phép được khép lại. Quý vị khán giả có thể theo dõi chương trình được phát lại vào lúc 11 giờ 45 phút ngày hôm sau và trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương mục kỳ sau.